các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta về, còn đây là cách để chúng ta sẽ chế biến những món tôm các bạn nhé. Đây là những món tôm của chúng ta này, mình mới đi bắt ra ra về. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để chế biến các bạn nhé. Trước khi chế biến món tôm thì chúng ta sẽ nhả sạch, đây nhả sạch cái phần tôm này ra các bạn nhé. Mời các bạn theo dõi. Đây các bạn ạ, đây là cái phần tôm và tép rất là nhiều các bạn nhé. Nhất là mình sẽ nhặt cái phần rau này đấy các bạn, nhặt sạch phần rau đi chị. Đây là người nấu chúa người chết này, tôm chết đó, để mặn được sớm bầu lại cái nước đó. Hai cái chân cồng để lại cho mấy nghe, hai cái chân cồng anh không lấy mặn là lấy vào đấy cho mẹ cái máy mà lấy máy bên đây được con ạ, máy bác Phương thì lấy máy bên đây được. Rất là đủ hai bộ tay đến đây. Đủ cơ lắc cho đứa đủ chắc. Hai cái chân cầu thì bố lại ý là các bạn nha, mình sẽ nhặt cái phần cái với lại cái chi nhà. Chị qua cho lấy hai bộ thủ công với nha. Đúng rồi bữa. Trưa nay chị qua cho lên bộ trước đây. Vâng, thì ý là quay một hai ngày cũng được. Trưa nay thì tranh thủ thủ sống cả với mặn là cây đi nữa. Dạ thưa chị Chuyên đó, chị Phương ơi, em bố này, thưa chị Chuyên đó, chị hồi em có phải bữa em mượn chị quay lấy hai cái một tiếng mà quay người làm, quay rồi em điện chị đấy, hồi có quay được chưa? Quay người ta làm chứ. Hãy quá thì chị đem máy lên luôn, đến chiều chạy lên chạy lấy nhá. Vâng. Vâng, bữa em quan tâm điện bữa là quay lấy hai cái một tiếng quay người ta làm á. Anh Phường anh như quay một cái những hai tiếng thôi, đang xuống rồi nhưng mà chạy vừa hết không lấy thì để trong máy đó. Thì cái để thì bữa sau nó hai tiếng rồi bán. Thì nếu không có anh Phường anh quay như lại quay những hai cái một tiếng này. Hai một cái hai tiếng đó. Thì lấy vào máy em được, máy em đang không mà. Lấy máy em đang không mà. Nhưng mà ấy là hai tiếng à? Chờ tốt nhất là quay có mặt đấy chị ạ. Chị quay có mặt đi chuyên rẻ bán chứ không có mặt khó bán lắm. Và ý là quay mình giới thiệu người ta là nhưng mà có mặt mình cũng được. Quay em quay là giới thiệu mặt mình nhá. Vâng. Vâng. Ủa này lấy luôn đâu được, ra máy đang không mà. Vâng vâng. Vâng. Nhé, mình đang nhặt cái phần để mà chế biến những cái tôm ngon và tươi thì mình đang nhặt những cái phần đầu đây các bạn. Không được mà chị em có biết đài lắm rồi. Cái chim à? Ủi. Để ra ngoài lấy con khô. Thì đây các bạn. Đây là nhặt hết sạch cái phần tôm này. Sao đây? Để mới ra ngoài rồi chia lại chim. Đây mình sẽ chọn một cái nơi. Mình ơi, lấy cả 2 tiếng còn đấy chưa mẹ? Để mua mẹ mình nướng cho ta. Mình ơi, xong đấy mà đấy là, ý là đấy xong rồi cho chú ăn. Này mà họ sử dụng con đi núng rồi này, hắn đang làm bạo làm bật đấy này. Mà, tải xong chưa? Tải cho chạy chưa? Lấy cả 2 tiếng luôn đi. À.
Đây các bạn nhé, mình đang nhặt cái phần rau này. Đây, mình đang nhặt chính cái sạch cái phần đây là tép các bạn nhé, đây là tép của chúng ta này. Cắt được không? Dạ. Cô cắt được không? Cắt cái gì? Cắt kính ổ được. Không được mà không chi. Đây là những phần tôm và tép mình đã hoàn thành xong các bạn này. Đây là cái tôm và tép mình đã, đây là cái tôm các bạn nhé. Đây là tép. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để mình chế biến cái món ăn từ tôm và tép này. Thank you.
sạch những phần vét này đi. Và chúng ta sẽ tiến hành để nấu những món cái bí thức ăn này đây các bạn nhé. Cô lấy cho múc cho cái cô này một ít mình này, nó đang nằm bẹp ở đây mình này. Mình cho uống sữa đi cái cô này, nó nằm bẹp đây. Kệ em với canh mô, kệ em. Này. Còn lâu cái chai nữa hết đây này. Con hỏi một ít sữa cho cái con đi. Đây hồi mà lại từng qua anh chờ anh hư rồi anh không uống mà nhà cái trường qua cho cơm cùng ăn mà họ đổ cho chúa thế đúng không hỏi khác mất ít thôi đừng hỏi nhiều tí mà thôi không có là hắn bây giờ mình sẽ tiến hành để rửa đi các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình tiến hành để rửa đi xong thì sẽ lấy bín chúng ta sẽ làm món tiếp ra. Đây chúng ta sẽ đi ngắt mấy lá chanh. Thank you.
Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để mình sẽ rửa cái phần tôm này và mình sẽ ướp gia vị để các bạn nhé. Trước hết thì mình sẽ rửa sạch cái phần tôm này và chúng ta sẽ ướp với gia vị để khi mà mình rang phần tôm lên thì nó rất là đậm đà các bạn nhé. Các bạn nhé, đây là những cái con tôm này. Đây. Thì chúng ta sẽ dọn sạch các bạn nhé. Đây là mình đã nhặt rất là sạch những con tôm này để chúng ta sẽ tiến hành để ướp với gia vị các bạn nhé. Là rác rất là nhiều này. Chúng ta sẽ để ráo được các bạn ạ. Sau khi mà rửa sạch thì mình sẽ để ráo đi. Và chúng ta sẽ sử dụng cái nồi này để cho vào đây. Chúng ta sẽ ướp gia vị để chuẩn bị mình sẽ làm món tôm rang các bạn nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ ướp với gia vị này. Mình sẽ ướp các bạn mà để mà rang tôm mà ngon thì chúng ta cũng không nên rang quá mặn nữa các bạn nhé. Chúng ta nên rang tôm nhạt. Vâng, thì cứ để là tí là thấy mà nhiều lắm. Vâng, thấy mà không ướt thì cũng được thôi này. Tí em phải cái đoạn mông mà cắt thôi chú. Đây. Đây là mình sẽ cho mấy con canh mà các bạn này để giúp cái tôm có thể giòn. Thương thật lòng
Cho một ít bột ngọt vào các bạn. Đây là một cái một ít cái này là cái đồ ăn các bạn. Chúng ta sẽ ướp cái gia vị các bạn. Chúng ta sẽ ướp cái gia vị để cho cái tôm nó sẽ ngấm cái gia vị các bạn nhé. Thế là cái tôm nó rất là giòn. Đây, ok. Bây giờ trong khi chờ đợi ướp gia vị thì mình có thể dọn dẹp một số cái khu bếp của chúng ta các bạn. Những cái khách mình đang đến các bạn. Mình đang tiến hành để quét dọn và lau dọn những cái khu nhà này đi. Thế chúng ta sẽ nấu cơm lại vì nó rất là bẩn luôn. Thank you.
nha, đây là cách mà mình đang lau dọn những khu bếp thôi các bạn, rất là bẩn luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức tiến hành để mình bắt đầu rang tôm các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt bếp các bạn, chúng ta rang này. Tại vì cái gia vị này thì mình cũng chia hết vào đây rồi, vậy chúng ta chỉ cần bắt bếp ra vào được. Thì mình sẽ để rang cái tôm này các bạn nhé. Đây, bây giờ thì mình đang tiến hành để xào các bạn. Mình đảo đều lên. Khi ra
trang thì mình sẽ đảo đều đấy các bạn nhé. Đấy. Đẩy vàng là để cho tôm chín và ngấm với gia vị các bạn ạ. Đây bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để chờ cho tôm chúng ta chín các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đảo lên các bạn nhé. Trong quá trình rang thì mình cần phải đảo liên tục để giúp cho tôm của chúng ta có thể chín đều và ngon hơn các bạn nhé. Hôm nay là một ngày rất là nắng nóng các bạn ạ, hiện tại thì đang có dấu hiệu là chuyển những cơn mưa, vì vậy mà nó rất là nóng, rất là khó chịu luôn, rất là ngột ngạt. Đây các bạn nhé, chúng ta sẽ bây giờ trở lại những lại món ăn thì mình đang xoa ngắt được cái hộp mấy lá chay các bạn. Chúng ta sẽ đảo đây các bạn này. Đấy, thì trong quá trình rang thì chúng ta không nên đợi lửa quá to, mà mình sẽ để lửa nhỏ vừa phải các bạn nhé.
Bây giờ thì mình sẽ nếm là đã vừa chưa các bạn này. Mình thấy là rất là vừa rồi. Hoặc là đấy, nhưng mà tôm thì chúng ta không nên ra có mặn, bởi vì mặn rất là khó ăn và để rất là nhanh hư các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút xíu đường các bạn nhé, để giúp cho tôm chúng ta rất là giòn và nó sẽ ngọt rất là ngon luôn. Đa số là bột đường mòn nó rất là giòn các bạn nhé. Là khi chua đường vào thì chúng ta phải nhỏ lửa hơn, vì nó rất là dễ cháy. Nát phải mẹ lấy chay luôn con. Năm. Nát mẹ lấy chay như đây. Và chúng ta sẽ đầy bàn một chút nữa các bạn nhé. Cả nhỏ lửa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cho đây vào các bạn nhé. Đây các bạn ạ, bây giờ mình thấy là tôm của chúng ta là rất là giòn rồi các bạn nhé. Tôm bắt đầu đã chín sang một cái màu vàng này. Đây, màu vàng cánh rán. Bây giờ chúng ta có thể nắp lá chanh vào các bạn. Mình sẽ tập thời chúng ta sẽ tắt đi và nắp lá chanh vào các bạn nhé. Đây. Đây, bây giờ mình sẽ cho lá chanh vào đấy các bạn nhé. Đây.
ta phải đảo lên các bạn nhé. Sau khi mà cho lá chanh vào thì chúng ta phải đảo qua là được. Tại vì nếu mà chúng ta đảo nhiều quá thì nó sẽ trắng các bạn. Nên mình có thể đảo qua là được. Bây giờ chúng ta sẽ gấp vào đĩa này các bạn nhé. Một cái đĩa tôm rất là ngon lắm bạn này. Đây, một cái đĩa tôm của chúng ta rang bằng lá chanh rất là thơm ngon luôn. Và bây giờ thì chúng ta đã có một cái món ăn rất là ngon cho gia đình rồi, đó là món tôm rang lá chanh các bạn nhé. Và tiếp theo đây thì mình sẽ nấu một số món khác. Mình sẽ nấu quay lại trở lại với lại món tai heo. Chúng ta sẽ xem bếp xem các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ xuống bếp mình test thử xem là món tay heo của chúng ta đã như thế nào rồi các bạn nhé. Để review cho các bạn xem món tay heo. Tay heo hay còn gọi là tay lợn đó các bạn. Đây là khu bếp nhà mình các bạn nhé. Đây. Tay heo này đặc biệt là cuốn bánh tráng thì rất là tuyệt vời. Đây các bạn nhé, mình đang luộc món tay heo ở đây. Kiểu này rất nhiều món ăn này. Mít rồi, chuối rồi. Nhiều quá nhỉ, tối rồi, hổi rồi, mít rồi nào.
đây các bạn nhé, đây là muốn mắm chua này sẽ được mình hấp cơm để đắt chúng ta sẽ ăn. Chúng ta sẽ thử xem là cái món tai của chúng ta đã ok chưa nhé. Mình sẽ sục thêm là cái này nó mềm cho các bạn. Rất là ngon rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta có thể vớt ra ngoài. Đây là món tai heo của chúng ta các bạn. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, mình đã hoàn thành phần món tai heo các bạn nhé. Rau là chụp ở đây luôn cha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ để nguội đi để chúng ta sẽ thái ra. Đấy, các bạn nhé, mình sẽ chờ cho cây heo của chúng ta thái nguội đi và mình sẽ thái ra các bạn. Rất thơm ngon luôn. Đấy, rất là ngon luôn các bạn. Cái heo của chúng ta mình là rất là ngon. Chúng ta phải chờ nguội là ok các bạn nhé. Chờ cho nguội thái ra các bạn nhé. Rất là thơm ngon các bạn ơi, tay heo mình mua với giá là 80.000 đồng một cái tay heo này các bạn, một cân. Tay heo chúng ta bây giờ là vừa giặt sơm xong, vừa bông tiếp đi. Chúng ta đã hoàn thành một cái tay heo rất là ngon, bằng trị giá khoảng 80.000 các bạn nha. Đây các bạn nha, 1kg tay heo này. Đấy, rất là ngon. À, xin lỗi. Trước khi muốn để cho tay heo giòn thì mình để vào trong tủ lạnh một lát. Chúng ta để vào trong tủ đá một lát thì cái tay nó rất là giòn các bạn nha. Chúng ta sẽ để nguội một lát cho chua vào. À, vâng, thưa các bạn, vậy là video ngày hôm nay thì mình cũng đã review chúng ta về những bữa sáng muốn ăn rất là đơn giản và rất là dễ làm, dễ lại rất là sẵn với chúng ta, đó là muốn tôm rang lá chanh và tai heo. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.